Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Khoa học Tốt Thú Vị. Các bạn thân mến, vào ngày 29 tháng 6 năm 2022, trái đất vừa trải qua ngày ngắn nhất trong lịch sử kể từ khi các nhà khoa học biết dùng đồng hồ nguyên tử để đo tốc độ quay của trái đất. Trái đất trải qua ngày ngắn nhất đồng nghĩa với việc hành tinh xanh đã trải qua một ngày quay nhanh nhất trong lịch sử chuyển động của nó. Nhưng bạn có thắc mắc điều gì đã khiến trái đất quay nhanh hơn? Tại sao nó chỉ quay nhanh đúng trong một ngày duy nhất, sau đó lại về tốc độ bình thường? Trong video ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng Tốt Thú Vị đi giải mã điều bí ẩn này nhé! Chúc các bạn xem video vui vẻ! Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ Tốt Thú Vị! Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá! Trái đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông. Trái đất mất chính xác là 86.400,0025 giây để quay quanh mặt trời, tức 24 giờ và 0,0025 giây. Đây được định nghĩa là một ngày mặt trời và người ta đã làm tròn là 24 giờ. Còn so với các ngôi sao, trái đất mất khoảng 86.164,0989 giây, tức 23 giờ 56 phút và 4,0989 giây để thực hiện một vòng quay quanh trục. Trong ngắn hạn, tốc độ này có thể dao động theo từng phần nghìn giây từ ngày này sang ngày khác. Điều này có nghĩa là độ dài của một ngày có thể thay đổi, nhưng thường chỉ bằng một lượng nhỏ. Hành tinh của chúng ta đang trải qua những thay đổi lâu dài. Trước đây, hành tinh này từng được quan sát là quay chậm hơn và mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành một ngày. Kết quả là cứ mỗi thế kỷ trôi qua, trái đất sẽ quay chậm đi khoảng 1,7 mili giây. Và những thông số này nó diễn ra đều đặn trong những thế kỷ qua. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, xu hướng này đang bị đảo ngược. Trái đất dường như đang tăng tốc và mất ít thời gian hơn để hoàn thành vòng quay của nó, nghĩa là một ngày đang thu ngắn lại. Đáng chú ý, vào ngày 29 tháng 6 năm 2022 vừa qua, các nhà khoa học đã ghi lại ngày ngắn nhất trong lịch sử kể từ khi chu kỳ quay của nó được đo bằng đồng hồ nguyên tử có độ chính xác cao vào những năm 1960. Theo đó, ngày 29 tháng 6 năm 2022 ngắn hơn 1,59 mili giây so với một ngày có 24 tiếng tròn. Đây không phải là lần đầu tiên ghi nhận một ngày trái đất ngắn bất thường. Các nhà khoa học báo cáo rằng, trong năm 2020, trái đất đã trải qua 28 ngày ngắn nhất kể từ khi các nhà khoa học bắt đầu đo độ dài một ngày bằng đồng hồ nguyên tử. Trong đó, ngày 19 tháng 7 năm 2020 là một ngày ngắn kỷ lục, khi trái đất đột ngột quay nhanh hơn so với ngày bình thường khoảng 1,4602 mili giây, tức 0,0014602 giây. Kỷ lục này đã không bị phá vỡ suốt trong năm 2021 và chỉ bị xô đổ bởi 1,59 giây của ngày 29 tháng 6 năm 2022. Sự thay đổi rất nhỏ này khiến con người không cảm nhận được và cũng không gây đảo lộn gì cho cuộc sống của chúng ta. Thử hỏi, một ngày dài ra hay chậm đi vài mili giây thì có ý nghĩa gì so với rất nhiều thời gian chúng ta đang bỏ phí? Nhưng nó có thể ảnh hưởng đến nhiều thứ như vệ tinh và hệ thống định vị. Đôi khi tốc độ quay thay đổi một chút ảnh hưởng đến máy chấm công toàn cầu, đồng hồ nguyên tử yêu cầu thêm dây nhuận. Từ năm 1970 đến nay đã có thêm 27 dây nhuận để giữ cho thời gian nguyên tử chính xác. Lần gần đây nhất là vào giao thừa năm 2016, đồng hồ đã dừng lại một giây cho trái đất bắt kịp. Với những tính toán trước đây, trong đêm giao thừa năm 2020, đáng lý ra các đồng hồ nguyên tử trên trái đất cũng phải đứng hình một giây để cho vòng quay trái đất đuổi kịp. Nhưng họ đã không phải làm như vậy bởi vì trái đất đã quay nhanh hơn. Giờ đây, con người sẽ sớm phải sử dụng một dây nhuận âm, tức là trừ đi một giây thay vì cộng thêm như trước đến nay. Vậy điều gì đã khiến trái đất quay nhanh hơn? Các nhà khoa học có một vài ý tưởng giải thích cho sự ngắn lại của một ngày trái đất.
chẳng hạn như biến đổi khí hậu, hoạt động địa chấn, lưu thông đại dương hay sự thay đổi vòng quay của trái đất trên trục. Điều đó có thể là nguyên nhân. Đầu tiên là biến đổi khí hậu. Hiện tượng nóng lên toàn cầu cũng được coi là có ảnh hưởng khi các sông băng tan chảy do nhiệt độ khí quyển tăng lên từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch. Sự phân bố lại khối lượng đang làm cho trái đất dịch chuyển và quay nhanh hơn trên trục của nó. Điều này là do nó đang dẫn đến việc mất hàng trăm tỷ tấn băng mỗi năm vào đại dương, khiến hai cực Bắc và Nam di chuyển về phía Đông kể từ giữa những năm 1990. Trước đây, chỉ có các yếu tố tự nhiên như dòng hải lưu và sự đối lưu của đá nóng sâu bên trong lòng đất mới góp phần vào vị trí trôi dạt của các cực. Nhưng kể từ những năm 1980, vị trí của các cột đã di chuyển trong khoảng cách khoảng 4 mét. Nhưng cách phân bố nước trên bề mặt trái đất là một yếu tố khiến trục và các cực di chuyển. Nhưng nếu sự thay đổi trong phân bố lượng nước và mực nước biển dâng có thể khiến tốc độ quay của trái đất tăng lên, thì điều gì có thể gây ra tác động ngược lại? NASA nói rằng, gió mạnh hơn trong những năm El Nino có thể làm chậm tốc độ quay của hành tinh, kéo dài ngày thêm một phần mili giây. Dù thế nào đi nữa, tác động của biến đổi khí hậu với vòng quay của trái đất vẫn được giới khoa học coi là tương đối nhỏ. Hoạt động địa chấn. Động đất và các hoạt động địa chấn khác cũng có thể tác động đến tốc độ quay của hành tinh chúng ta. Điều này là do chúng cũng có thể di chuyển khối lượng về phía trung tâm của trái đất. Ví dụ, trận động đất năm 2004 gây ra sóng thần ở Ấn Độ Dương đã dịch chuyển đủ đá để rút ngắn độ dài của ngày gần 3 microgiây. Các trận động đất lớn ở Chile năm 2010 và Nhật Bản năm 2011 cũng làm tăng tốc độ quay của trái đất và do đó làm giảm độ dài của ngày. Đại dương tuần hoàn. Sự tuần hoàn và áp suất dưới đáy biển cũng kéo theo trục của trái đất di chuyển. Vào tháng 11 năm 2009, các sự kiện ở Nam Đại Tây Dương đã khiến trái đất quay nhanh hơn một chút. Một nửa số ngày trong tháng rút ngắn 0,1 mili giây mỗi ngày. Hóa ra là nguyên nhân do dòng hải lưu mạnh bao quanh lục địa. Dữ liệu chính xác về độ dài ngày sau đó tiết lộ rằng những thay đổi ngay lập tức khiến trái đất quay nhanh hơn, mỗi ngày rút ngắn 0,1 mili giây trước khi độ dài ngày trở lại bình thường vào ngày 20 tháng 11 năm đó. Bí ẩn trong lõi trái đất. Một số chuyên gia tin rằng lời giải thích nằm trong chính trái đất với điều gì đó có thể xảy ra với lõi và lớp phủ của hành tinh. Trái đất là một hệ thống rất phức tạp với 4 lớp. Lớp vỏ có độ sâu lên tới 70 km. Đây là lớp ngoài cùng của trái đất, bao phủ cả khu vực đại dương và đất liền. Lớp phủ đi xuống 2.890 km. Với lớp phủ bên dưới, đây là lớp dày nhất của hành tinh và được làm bằng đá silicat giàu sắt và magie hơn lớp vỏ phía trên. Lớp ngoài chạy từ độ sâu 2.890 đến 5.150 km. Vùng này được tạo thành từ sắt lỏng và niken với các nguyên tố nhẹ hơn. Lõi bên trong đi xuống độ sâu 6.370 km tại chính tâm của hành tinh trái đất. Vùng này được cho là tạo thành từ sắt và niken rắn. Và nhiều nhà khoa học tin rằng có điều gì đó đang xảy ra ở lớp phủ và lõi hành tinh gây ra hiện tượng trái đất quay nhanh hơn. Việc tìm hiểu các chuyển động phức tạp của hành tinh xanh, đặc biệt nếu chúng liên quan đến các chu kỳ dài hạn, có thể mất rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, may mắn là hầu hết ảnh hưởng của những dao động này không đáng kể. Tuy nhiên, nó nhắc nhở chúng ta về việc thời gian cũng không phải là vô hạn. Chúng ta cần biết quý trọng thời gian, tiết kiệm thời gian bằng cách lên kế hoạch cho bản thân mình để hoàn thành các mục tiêu. Hy vọng rằng, dù thời gian mỗi ngày đang ngắn lại, nhưng chúng ta sẽ sống một ngày ý nghĩa và trọn vẹn yêu thương. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian của mình cho Top Thú Vị. Nếu thấy video hay, đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ Top Thú Vị nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Top Thú Vị đi khám phá các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!